Xin chào mọi người, hôm nay Thiện sẽ demo style rock cực mạnh trên bộ sample của Thiều Gan. Rồi bây giờ thì sẽ cùng mọi người nghe từng feel men A, B, C, D trên style rock trên bộ sample của Thiều Gan nha. Chúng ta sẽ cùng nghe thử phần intro. Đây rất là hay luôn. Khi mà chúng ta đến như một ban nhạc luôn. Chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn gì là na 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 na. Đó, nghe thử intro 2. Đó, nghe rất là mạnh luôn nha. Thì sẽ để mô cho mình nghe tiếp nữa thì sẽ đàn phần bên trái vô, bên phải vô. Đây, view A. View B. Xe nè mọi người. Tiêu đề luôn nha. Rồi giờ thì sẽ đàn vô thử nha. Đây. Rồi tiêu bê luôn. Rồi chúng ta thử thêm một style thứ hai nha, style này cũng rất là hay. Đây. Đó, cái này bass nó mạnh hơn nha mọi người. Đó, rồi đây double kick rất là hay nha. Rồi giờ Thiện sẽ thử cho mọi người nghe thử feel A trên style rock Omega bên bộ sampler của Thiện Hồng Gan Team. Rồi qua phía B luôn nha. À, như vậy là Thiện vừa mới demo hai style rock trên bộ sampler của Thiện Gan Team. Ngoài ra trên bộ sampler của Thiện thì còn rất nhiều style khác và đầy đủ luôn. Rumba, cha cha, slow rock, slow bop hay là bossa nova, bottom, tango, vina house, DJ đầy đủ luôn. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo cài đặt có thể liên hệ qua số điện thoại 0973675251. Thiện có cài qua USB, cài tận nhà trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh lân cận, và Thiện có cài bên nước ngoài cũng được. Chúng ta sẽ cài qua mail, Thiện sẽ gửi file để cài qua mail cho mọi người. Rồi hướng dẫn mọi người sử dụng. Thì Thiều Gan xin chúc mọi người sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Có khúc mắc gì có thể liên hệ qua cho Thiện nha. Xin chào mọi người.